Mời mọi người vào nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV. Và hôm nay Hải Đường mời anh chị các bạn chúng ta cùng tham quan căn biệt thự tại Vinhome Golden River Ba Son. Đây là căn biệt thự đang cho thuê với mức giá là 180 triệu. Đây là căn biệt thự song lập và chúng ta sẽ có diện tích là 225m2 với kết cấu là 1 tầng hầm và 3 tầng nội. Căn biệt thự này đã được deco full nội thất nha anh chị các bạn. Và ở đây mình đang mời anh chị các bạn vào trong nhà. Đây là không gian sân vườn của căn biệt thự này. Thì phía đây chúng ta sẽ có một cái lối đi ra phía sau căn biệt thự thôi các bạn, cũng rất là thoáng mát ở phía này. Và căn biệt thự này đang được thiết kế theo phong cách là tân cổ điển, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có những căn biệt thự thiết kế theo phong cách là biệt thự của Pháp nha mọi người. Mời mọi người vào tham quan bên trong căn nhà nha. Mời mọi người vào trong nhà. Thì ở đây chúng ta đang có là không gian phòng khách ở căn nhà này. Căn biệt thự này đã được deco full nội thất và bước vào trong nhà chúng ta sẽ có một không gian phòng khách rất là rộng ở phía này nha mọi người. Và chúng ta có một cái lối đi riêng dành cho người giúp việc ở phía này. Và phía bên đây sẽ là không gian nhà bếp. Mọi người có thể thấy ở đây là được deco thiết kế một cái bộ bàn ăn dành cho 8 người bằng gỗ rất là lớn ở phía này. Và mọi tông gỗ trong nhà đều được thiết kế theo tông màu gỗ nâu tối, tông màu gỗ tự nhiên, dành cho những cái khách hàng có độ tuổi lớn tuổi và họ thích cái tông màu hơi hoài cổ chút xíu. Phía sau này chúng ta sẽ có một mảng sân vườn lớn nha mọi người. Đây, phía sau nhà chúng ta sẽ có một khoảng sân vườn lớn. Chỗ này chúng ta sẽ để một bộ bàn ghế ngồi sau nhà cũng rất là lý tưởng. Và đây chúng ta có trồng một cái cây lộc vừng rất là lớn, rất là đẹp và bóng mát ở phía sau nhà. Cũng như là xung quanh nhà sẽ được trồng một cái hàng trúc để chúng ta có thể làm cái ngăn cách giữa các căn biệt thự với nhau để tạo lên cái sự riêng tư cho căn biệt thự này. Rồi mời mọi người vào trong nhà nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp không gian nhà bếp. Không gian nhà bếp bên đây sẽ được deco theo phong cách gỗ ha, gỗ tự nhiên tông màu nâu. Và chúng ta sẽ có full hệ thống tủ bếp ở đây, cũng như là đầy đủ các trang thiết bị nhà bếp, từ máy hút mùi, lò nướng, máy rửa chén, tủ lạnh side by side. Và được thiết kế rất là đồng bộ và đẹp với nhau. Ở đây sẽ là một không gian bếp riêng dành cho đầu bếp và cũng như là người gia nhân trong nhà có thể nấu ăn phía này. Rồi mời mọi người chúng ta cùng khám phá một không gian rất là đặc biệt ở tầng hầm với mọi người. Ngoài ra phía đây chúng ta có một không gian nhỏ, chỗ này chúng ta có thể làm không gian để giày dép cũng được khi mọi người bước vào trong nhà. Ở phía đây chúng ta có một nhà vệ sinh dùng chung tại tầng trệt. Rồi mời mọi người xuống tầng hầm. Đây là không gian được thiết kế làm không gian phòng giải trí nha mọi người, rất là lý tưởng và mình rất là thích cái không gian này. Wow, mọi người thấy không? Bước xuống tầng hầm chúng ta sẽ có giống như một cái lớp, một cái câu lạc bộ bí mật dành riêng cho các chủ nhân của ngôi biệt thự. Chúng ta sẽ có một không gian bàn bia ở đây, rất là lý tưởng. Rồi chúng ta có một không gian, một chiếc bàn. Có thể thiết kế đây là bàn làm việc dành cho gia chủ ha. Một chiếc bàn lớn được thiết kế theo phong cách bàn làm việc của Tổng thống Mỹ nha mọi người. Rất là đẹp. Và tầng hầm thì được ốp đá ha. Nó mang lại cảm giác rất mát mẻ, giống như một không gian riêng tư dành cho gia chủ. Phía đây chúng ta cũng có một không gian phòng giải trí. Phòng giải trí này thì cũng được thiết kế gỗ rất là sang trọng, phong cách rất là gentleman, rất là quý ông nha mọi người. Mọi người có thể thấy không gian này nếu mà gia chủ mới hoặc là khách thuê có thể là đầu tư thêm thành một cái không gian giải trí hoành tráng. Ở đây chúng ta sẽ làm một rạp chiếu phim trong nhà chẳng hạn, rất là lý tưởng. Ngoài ra dưới đây chúng ta có thể đề co thiết kế một không gian hút xì gà dành cho các quý ông cũng rất là đẹp. Rồi mời mọi người chúng ta cùng lên lầu. Lên lầu chúng ta sẽ cùng khám phá các không gian phòng ngủ nha mọi người. Rồi mời mọi người lên. Hiện tại căn biệt thự này thì chưa có thiết kế thang máy, nhưng nếu mà gia chủ mới hoặc là khách thuê mới có muốn để coi thì cũng chúng ta cũng có một khoảng không phía đây có thể làm thành thang máy nha mọi người. Rồi mời mọi người lên không gian tầng 1. Tầng 1 sẽ được để coi làm hai phòng ngủ, phía đây một phòng ngủ và phía bên đây một phòng ngủ. Mời mọi người khám phá phòng ngủ bên này trước. Thì các căn phòng ngủ tại biệt thự thì có diện tích thường rất là lớn. Ở đây chúng ta có phòng thiết kế một chiếc giường king size bên này. Rồi mời mọi người qua đây. Bên đây chúng ta sẽ có một không gian phòng tắm cho mọi người rất là lớn.
với hai chiếc labo này, hai kiêng lớn và một chiếc bồn tắm rất là lớn đặt ở đây, cũng như là chúng ta có chúng ta có một không gian được ốp đá cẩm thạch rất là đẹp nha mọi người, cũng như không gian phòng tắm đứng và nhà vệ sinh sẽ riêng biệt hoàn toàn với nhau, cũng dùng chung, thiết kế rất là đẹp, rất là ưng ý mọi người. Rồi mời mọi người tiếp tục chúng ta khám phá không gian bên này. Bên đây chúng ta sẽ có không gian rất là đặc biệt. Bên đây chúng ta sẽ có không gian phòng thay đồ nha mọi người, rất là đẹp, rất là rộng và một chiếc két sắt nha mọi người, trong một biệt thự triệu đô. Wow. Tự nhiên nói đến chiếc két sắt triệu đô cái đèn tắt mọi người. Ok, mời mọi người chúng ta cứ tiếp tục khám phá. Bên đây chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì cũng sẽ có nhà vệ sinh rất là lớn, và đặc biệt là phía phòng ngủ bên này chúng ta sẽ có ban công view ra bên ngoài nha mọi người. Rất là đẹp, rất là thoáng mát, lý tưởng. Và buổi sáng chúng ta mở cửa ra đón ánh nắng bình minh vào trong nhà. Rồi mời mọi người tiếp tục lên lầu 2. Wow, bước vào không gian lầu 2 thì chúng ta có nguyên một cái sảnh giống như một cái phòng khách hay là một cái không gian Việt Nam mình hay gọi là phòng sinh hoạt chung á mọi người, để các thành viên trên lầu chúng ta thể kết nối với nhau ở đây, ngồi coi TV nói chuyện thay vì chúng ta phải xuống phòng khách bên dưới. Và phía đây chúng ta có hai phòng ngủ, 1 và 2 bên này. Bên đây đặc biệt phòng ngủ này thì nó sẽ đẹp hơn phòng ngủ bên dưới, đó là chúng ta có chiếc ban công, và ban công này á nó nằm ở tầng cao hơn nên chúng ta sẽ có view thoáng hơn ra bên ngoài. Rồi mời mọi người qua phòng ngủ bên này. Thật sự là căn biệt thự này quá rộng, mình đi quay review thôi mà cũng muốn thở dốc dốc luôn. Rồi bên đây phòng ngủ này được decor làm hai chiếc giường nhỏ dành cho các em bé nha mọi người. Và bên đây chúng ta cũng vẫn có không gian phòng tắm rất là rộng. Đó, không gian phòng tắm rất là rộng, và bên đây là phòng trang điểm ha. Rồi mời mọi người chúng ta cùng lên lầu 3. Trên lầu 3 chúng ta sẽ có gì nào? Ở trên lầu 3 này thì chúng ta cũng có một không gian phòng rộng ở đây. Chúng ta có thể làm không gian phòng tập thể dục, tập yoga hay là phòng gym ở đây cũng được, rất là lý tưởng. Diện tích cũng tương đối lớn dành cho đầy đủ cái nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Phía này chúng ta có một nhà kho, phòng giặt sấy và phòng ngủ của gia nhân. Bên này chúng ta có một phòng nữa, chúng ta có thể làm phòng thờ nha mọi người. Và đặc biệt bên đây chúng ta có chiếc ban công rất là đẹp và sở hữu tầm view rất là lý tưởng ra ngoài. Các căn biệt thự tại Vinhome Golden River sở hữu vị trí đắc địa. Ngoài ra còn là khu biệt thự ven sông Sài Gòn duy nhất tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể thấy ha, chúng ta sẽ thấy được sông Sài Gòn chỉ vài bước chân thôi, và không khí vào trong nhà rất là mát luôn mọi người. Cũng như ở đây chúng ta thấy được các công trình biểu tượng thành phố nè, về ban đêm rất là lung linh. Chúng ta sẽ nhìn qua Metropole, The Opera, cầu Ba Son cũng như là tòa nhà 55 tầng ha. Rất là đẹp. Ngoài ra ngay phía sau các bạn đang đứng đó là tòa C của Grand Marina Sài Gòn, căn hộ hàng hiệu đắt giá nhất Sài Gòn, được bảo chứng bởi thương hiệu JW Marriott. Và mọi người qua không gian bên này. Không gian bên này là không gian chúng ta có thể ngồi uống trà, cà phê đây, rất là lý tưởng mọi người. Để ngồi buổi chiều tối chúng ta ngồi đây ngắm cảnh cũng như là hóng gió từ sông vào, rất là lý tưởng. Và cảm ơn anh chị các bạn đã cùng Hải Đường khám phá review căn biệt thự tại Vinhome Golden River này. Đây là căn biệt thự có diện tích 225m2, đã được decor full nội thất và đang cho thuê với mức giá là 180 triệu. Ngoài ra Hải Đường đang sở hữu giỏ hàng chuyển nhượng và cho thuê các biệt thự song lập, đơn lập tại Vinhome Golden River có giá trị từ 160 tỷ tới 510 tỷ. Nếu anh chị các bạn nào đang có nhu cầu thuê mua biệt thự tại Vinhome Golden River hay các khu căn hộ tại khu vực trung tâm Sài Gòn thì có thể bắt điện thoại lên và gọi ngay cho Hải Đường nha anh chị các bạn. Hải Đường cùng với đội ngũ ở Sunhome Việt Nam sẽ hỗ trợ anh chị, đồng hành với anh chị tìm được căn hộ, căn biệt thự phù hợp với nhu cầu của anh chị các bạn, và hỗ trợ mọi người đồng hành trong giai đoạn này của thị trường. Cảm ơn anh chị các bạn. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.